Chị muốn ăn gì không trời? Một hôm nay nó chụp bạn đi làm rồi. Trời ơi, cái màu nó tươi rối luôn ơi. Wow. Hết sảy luôn. Cô lấy ra hai cái chưa? Rồi. Ờ thế xong rồi đây, còn đây cả đàn mình ăn đây. Thì cô nói con mua cho Đài đi, còn mua riêng giùm cho cô để cô đem về nhà. Tức là bây giờ nó tính tiền đấy, cứ mua đúng như thế, tức là đổ chỗ này coi như là. Đó, mọi thứ là đập. Chào cả nhà, ngày hôm nay những người nói rằng cái ở Huntington Beach là nó có cái nhà hàng gọi là Sustainable Investment, nó có là gì, có là như cái nhà hàng lưu động gì đó, nó rất là đặc biệt về món lobster con tôm hùm đó. Thật ra là ngày hôm nay cũng cố tình đi đến đây để mà thưởng thức thử cái dạng xe mà lưu động như vậy nó bán thức ăn đó, thì rất là nổi tiếng ở Mỹ. Thường thường nó đậu một nơi đó trong một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, nó sẽ đi chỗ khác. Mình cũng chưa từng trải nghiệm qua cái này như thế nào, nhưng mà lần này sẽ thử như thế nào nha, mời chị xem nha. Ở đây là cái món ở trên. Thì chị có order chưa? Sao chị Giang order cái gì đặc biệt chị Giang? Hai cái main roll, hai cái con nói thịt cái roll. À. Một cái clam chowder, một cái lobster top, một cái taco, một cái dương chỉ. À. Mấy món này trước giờ chị có từng order cái này chưa ta? Thấy. Order cái roll rồi. À. Order cái lobster dương chỉ chưa rồi. À, bắt đầu thử ha. À, thế con mua cho trẻ con không? Hả? Không? Là cái gì vậy? Đây là phần nào? Ờ, ok. Ủa mà nếu mình lấy order nữa lâu không vậy chị hả? Đằng nào cũng order nữa. Ok. Trong đây nó có cái gan làm cho nít luôn nè. Mình đứng đây mình nghe mùi của con lobster. Rêu chi hay gì hả? After rêu chi hả? Men roll thêm nhà Dũng một cái, nhà Giang một cái, với nhà Phú Linh thêm một cái. Ok. $54.10.
giờ đang đói bụng mà nhìn cái hình này nó hấp dẫn quá. Nghĩ rằng nó sẽ ngon thiệt đây. Đây. Bên này em còn đứng chờ thôi. À. Hôm nay bán một năm mọi khi thì được một năm lần. Mà đặc biệt là ít đen thì vô cùng đông. Ôi mà nhưng mà khi nó đi vậy đó chị, cái điểm nó sẽ thay đổi liên tục đúng không? Ở trên nó theo Facebook, trên Facebook của nó khác Facebook, nó sẽ thay đổi liên tục. À. Ngoài ra nó còn có một cái menu dành riêng gia đình là 100 hoặc 200 đô là nó làm sẵn để cả gia đình ăn. À. Thứ ba là làm catering. Làm catering là nếu mà trong trường hợp mà gia đình có tiền gọi thì nó làm tận nơi làm việc. Nhưng mình đã thể là mình muốn order nó, mình phải lên Facebook mình rắc trên nó. Số điện thoại có thể theo cái Facebook của nó cũng được, hoặc là số điện thoại của nó thế là biết nó ở đâu. Biết ở đâu? Là cũng hên xui ha, ví dụ nó ở xa quá. Không, tức là nó theo tuần. Ví dụ cái tuần này Orange County, tuần này ở Riverside County cũng theo tuần đấy. Thế thì sao chị biết cái anh? Tại vì lần trước có một lần đi nhìn thấy thì thấy ngon quá xong về theo nó. Thử một lần là ghiền luôn đó ha, là thành member luôn ha. Không, đây là một cái văn hóa ở Mỹ là food truck đi khắp nơi á. Văn hóa của nó. Cái này cũng mới thấy thôi, thấy mấy cái xe nhỏ mà bán đồ ăn của Mỹ như kia đó. Cái xe này thì nó rơi vào khoảng tầm 70.000 đến 80.000 đô cái xe này. Cái license thì nó cái này rơi khoảng 2-4.000 cái license đó. Thì nếu mà muốn đi những cái địa điểm này là nó phải đăng ký trước, trong một năm nó đi những nơi nào nó phải xin lịch. Wow. Xe này là loại rẻ đắt tiền. Có loại xe rẻ hơn khoảng 20 nghìn, xe này là 70 đến 100. Wow. Chị Giang đang nói ta bộ chị Giang tính đầu tư cái gì ta? Nó nghiên cứu. Wow. Nếu mà những cái người mà có những cái food truck ấy, chỉ 4 đến 10 ngày thôi là nó kiếm được khoảng các 10 đến 20 ngàn. Có những food truck nó khủng khiếp như thế. Khiếp gì hả? Food truck này của nó một đêm, hai đứa này nó phải kiếm 500 đến 700 một đêm. Ủa em thấy cái bình đồ của nó chỉ có hai cái bình đồ để mà sơ khách thôi. Thì như vậy á, ở trong á, cái người làm nó cũng phải ít hơn nữa. Thì nếu mà ít thì làm sao mà nó đưa đồ ăn nhiều nhanh. Thường là nó cũng thường sẵn ở nhà. Đây. Rồi. Hai bịch luôn. Yeah. Oh wow, ba bịch luôn. Wow, ở đây là một chút xíu nữa về mình sẽ mở ra thử thưởng thức như thế nào ha, giới thiệu mọi người. Ok rồi. Chắc chắn là sẽ ngon rồi đó nha. Rồi một hồi gặp lại quý vị nha. Rồi bây giờ đó, đem vô tới đây mà nó thông phức luôn, bây giờ chưa biết trong này cái gì. Cái gì vậy cư? Để anh mở này ra để anh làm một cái. Bây giờ bé đang phải đếm có phải đủ 9 sắc không đây này. Khổ quá, bé quên nó không đi ra. Hồi nãy chị Giang kể chuyện mà em tưởng là chị Giang là người marketing của nó luôn á. Tại vì rất là nhiều detail chị biết ở trong đó. Cái này đó là tụi chị này tôi không lên mặt đâu. Khủng khiếp luôn á. Nó ngon lắm. Nó thơm phức ở đây nè. Ủa, cái này ngon lắm nè. Cái gì vậy? Để xem đủ không, nhưng đang không hiểu là phải order 2 lần, đang lo là nó không đưa đủ. Nhưng mà nó tính tiền sao? Tính tiền đủ anh? Tính tiền đủ mà không biết đưa đủ hay không, không biết. Anh xui nha. Gì lạ quá vậy, đang đói bụng quá luôn á. Yeah. Cưng ơi, con còn dư anh mua hết nha cưng. Nếu mà ai không mua là anh mua hết đó nha. Đủ đấy, đủ. Tắc cô. Chín phần hay chín hộp? Chín phần. Chín phần á?
À, là 9 hộp đúng không? Không, là 9 cái này. Không, bây giờ cô cả order 2 cái cho chú Chính với lại bước là riêng đi. Ừ, thì phải lấy ra 2 cái này của Dũng này, chị nói một cái đi, còn lại ở đây mọi người chia nhá. Rồi. Không Dũng lấy cả cái nào. Làm nhiều mới được 10 18 đồng hả? Mới thử lần đầu. Bây giờ cứ mở này ra đi, cứ mở này ra cô. Đi em mở đây đi em. Không, không có. Cái này là muốn ăn rồi đâu trời. Một hôm nay nó chúng ta đi làm. Trời ơi cái bào nó tươi rối luôn ơi. Wow. Thái sĩ luôn. Ừ. Hôm nay nó chỉ mở đến 8. Nhưng mà nó là tiệm hay là xe con? Không, nó là food truck mà. Rối luôn. Nhưng mà đối với người như mình á, mình ăn như vậy á là chắc chắn là ngon. Và vì đâu giờ đủ no đâu đúng không? Một cái vậy nó còn quá ít, nó ít hơn cái bánh mì của mình á. Nhưng mà hồi nãy tính ra là 17 đồng hả chị? Ờ bao ha? 16 đồng 95 cộng thuế là coi như 18. Đó anh Thành Hoàng chỉ cần cắn hai cái là hết rồi. phải là ngon. Yeah. Nó vẽ ảnh ấy thì em thấy nó to nhiều em. Nó mua nó đưa cả cái thứ về nó bé xíu à. Nó vẽ to được đúng nhỉ? Mình tưởng nó to. Yeah. Nhìn thấy cái hình lớn lắm anh. Nó cũng là tôm luôn. Cheese.